Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày mùng 1 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Văn Sĩ thừa nhận từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, bị cáo còn sử dụng YouTube phát các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty Đại Nam, quỹ tử thiện Hằng Hữu. Theo lời khai của bị cáo sĩ, ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo có phát nội dung Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội, bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này. Bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hàn Ni khai Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo livestream trên Facebook phản bác lại với nội dung bà Hằng có ngồi xổm trên pháp luật. Về nội dung tố cáo bà Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có liên quan tới Nam Cam, bị cáo Hàn Ni Khai. Trong phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, có nêu rõ tên khác của bà Hằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bị cáo Hàn Ni khẳng định các thông tin liên quan tới đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng. Bị cáo Hàn Ni tỏ ra bức xúc khi bị bà Hằng xúc phạm, vu khống nhục mạ làm gái, tống tiền doanh nghiệp, phản động theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng không bị cáo hàn ni trả lời bị cáo không biết bà hằng là ai chỉ tới phiên tòa xét xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân Luật bí mật cá nhân chưa được ban hành, nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư của bà hàng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân. Dù thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng bị cáo Hà Ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hai bị cáo Đặng Tị Hà Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hàn Ni cho biết công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng 20 năm, do đó đại diện viện kiểm sát đánh giá bị cáo Hàn Ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật đại diện viện kiểm sát dẫn chứng, ví dụ trường hợp A đánh B thì B có được quyền đánh lại A không? Đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo Ni, bị cáo Ni đáp, bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép. Viện kiểm sát nói, bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác, không còn phương pháp giải quyết nào khác. Theo kết luận của công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 29 lần bà Ni bị bà Hàm xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hàn Ni mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Dự kiến từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Có hai bị cáo bị xét xử liên quan khoảng tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Đó là bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tội đưa hối lộ. Bên cạnh hai tội khác là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Đỗ Thị Nhan, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước bị xét xử về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, trong 2 năm 2017-2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập đoàn thanh tra hoạt động của Ngân hàng SCB do bà Đỗ Thị Nhan làm trưởng đoàn, nhằm che giấu tình hình tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo tổng giám đốc SCB tiếp xúc đặt vấn đề trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền qua bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn đã phạm tội nhận hối lộ, quy định tài khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra, bà Lan thừa nhận có gặp gỡ bà Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền hối lộ. Cựu tổng giám đốc SCB khai nhận đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Lan với tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan. Còn bà Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ cùng 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Dù không thừa nhận, nhưng hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ theo khoảng 4 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu cầm đầu. Trong vụ án này, ông Văn không bị xử lý về tội đưa hối lộ do đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi bà Nhàn trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với nhà chức trách làm rõ vụ án. Tuy nhiên, ông Văn bị xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở hành vi sai phạm khác. Khoảng 7 giờ ngày 1 tháng 3, một người đàn ông cầm dao xông vào trường mầm non tuổi thần tiên ở đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang uy hiếp đến an toàn của các cháu nhỏ bên trong. Tại thời điểm này, các phụ huynh đang đưa các em tới lớp và đã có hơn 100 em vào trường. Do tình thế hết sức nguy hiểm bởi đối tượng xuất hiện với các dấu hiệu quá khích gây nguy hiểm cho người xung quanh, giáo viên đã đưa các em vào phòng đóng kín cửa, một số em được di tản sang các nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ công an thành phố Mỹ Tho và công an tỉnh Tiên Giang đã bao vây trường mầm non nói trên để tìm phương án giải cứu hai bên tuyến đường đoàn thị nghiệp, công an chốt chặn khắp nơi. Theo một người dân địa phương, khi xông vào trường, người đàn ông nói trên cầm theo con dao. Hơn 8 giờ, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thành Diệu đã đến hiện trường vụ việc để chỉ đạo. Phụ huynh có con học ở trường mầm non chờ thông tin từ lực lượng chức năng, nhiều người dân xung quanh cũng đến theo dõi, nghe ngóng. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nói trên bị ngáo đá, đã sách dao xông vào trường mầm non và khống chế hai cháu bé. Ông ta ôm một cháu bé, kề dao vào một cháu khác rồi cố thủ trong phòng. Sau khi đến nơi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ đã tiếp cận được kẻ ngáo đá và đến 9 giờ cùng ngày đã khống chế được kẻ này, giải cứu an toàn hai cháu bé.